Quý vị thân mến, trong những mối quan hệ yêu đương và hôn nhân, đôi khi đàn ông không lựa chọn phụ nữ xinh đẹp nhất đâu. Với họ có nhiều phẩm chất bên trong thì lại là thứ đắt giá hơn cả cái dung nhan bề ngoài. Thế nhưng đâu phải ai cũng nhận thức được sự hấp dẫn thực sự của người phụ nữ đến từ nét quyến rũ và khí chất khác biệt đâu. Phụ nữ rõ ràng là phái yếu, nhạy cảm, đa đoan và rất dễ rơi lệ. Và đôi khi việc bạn sống quá bản năng có thể khiến bạn trở nên mất giá trong mắt đàn ông. Muốn trở thành một người phụ nữ quyến rũ vạn người mê, triệu người ngưỡng mộ, thì phụ nữ chắc chắn phải sở hữu được những điều mà tôi chia sẻ ngay sau đây nhé. Phụ nữ có bốn điểm này, đàn ông chẳng thể rời xa. Một, đắt giá bởi sự độc lập. Khi nói đến hai chữ độc lập, nhiều người nghĩ điểm đầu tiên cần lưu ý đó là về kinh tế. Để như vậy thì phụ nữ cần có địa vị xã hội nhất định và cũng có khả năng tự nuôi sống bản thân và không bị phụ thuộc vào người khác. Độc lập về kinh tế có thể khiến họ chủ động trong tình cảm và cả chuyện tâm lý. Họ có thể làm việc mình thích, chạy theo lý tưởng và biết cái gì cần để mà theo đuổi. Những người như thế có sở thích riêng, có thể cải thiện được lối sống của mình. Họ thay vì xoay quanh chồng con, còn có thể tự mình tạo nên hạnh phúc cá nhân. Khi bạn không coi đàn ông là tất cả những gì mình có, thì đàn ông sẽ tôn trọng mình hơn. Sự độc lập còn thể hiện ở việc một người phụ nữ dám theo đuổi cuộc sống của riêng mình. Phụ nữ hấp dẫn thường có những mưu cầu riêng trong cuộc sống. Họ biết cách tự đặt ra mục tiêu và theo đuổi mục tiêu cuộc sống của riêng mình. Những sự lan tỏa từ tư tưởng và việc làm như thế khiến cho hình ảnh họ ngày càng tỏa sáng hơn. Cuộc sống vốn là một hành trình. Mỗi người cần có một mục tiêu riêng để khiến cho hành trình ấy trở nên thú vị, bổ ích hơn. Đàn ông không hề thích những người nhàm chán, chẳng có mục tiêu rõ ràng. Họ dễ bị thu hút và nảy sinh ham muốn chinh phục với những người dám nghĩ đến và tìm cách đạt được mục tiêu cho riêng mình. 2. Có sự kiềm chế đắt giá. Hầu hết đàn ông thích phụ nữ truyền thống. Phụ nữ có được sự nết na, truyền thống, e lệ trong nếp sống hàng ngày thường gây nghiện cho giới mại dâm. Nhiều phụ nữ khi yêu, họ không kiểm soát nổi bản thân mình. Họ trở nên táo bạo, năng động và đôi khi chiếm hết quyền chủ động. Tuy nhiên điều đắt giá của phụ nữ chính là cái sự kiềm chế, nhẹ nhàng và biết cách nhận định đối phương một cách tỉnh táo hơn. Trong tình yêu, tốt hơn hết là phụ nữ nên bị động trong một vài trường hợp. Đừng bao giờ vứt bỏ sự kiềm chế của mình. Những sự dè dặt là điều đắt giá của bạn khiến đàn ông mê mẩn. Người ta thường nói thiên bẩm của phụ nữ là sự dịu dàng. Và cũng chính cái dịu dàng ấy là sức mạnh thực sự của một người phụ nữ. Người phụ nữ dịu dàng có thể tìm thấy được điểm tốt ở người đàn ông, âm thầm khích lệ họ, khen ngợi họ, giúp người đàn ông có thêm ý chí và nghị lực. Đôi khi, sự dịu dàng còn giá trị hơn vẻ bề ngoài lung linh của người phụ nữ. Có một câu trong lời bài hát rất hay đại ý, là bảo tôi đánh nhau với quỷ dữ, đi khiêu chiến với loài rồng của cõi hư vô, bảo tôi phá vỡ những ngọn núi, đi vào miệng núi lửa. Tất cả, đối với tôi đều có thể thực hiện được. Nhưng, trước sự dịu dàng của em, tôi chỉ là người khổng lồ bằng giấy. Đàn ông dù có mạnh mẽ đến đâu, nhưng mà đứng trước sự dịu dàng của người phụ nữ bình thường cũng mềm nhũn như người khổng lồ bằng giấy vậy. Như vậy, người phụ nữ sẽ mạnh hơn đàn ông nếu chị em có được một sự dịu dàng. 3. Có nhan sắc toát lên từ vẻ đẹp tâm hồn. Đối với đàn ông thì họ luôn mong muốn kiếm được một người phụ nữ xinh đẹp. Điều này thì không còn nghi ngờ. Tuy nhiên đôi khi sự xinh đẹp đấy lại bắt nguồn từ khí chất chứ không phải là nhan sắc tươi trẻ đâu. Mà khi có tuổi, người ta có một loại khí chất và sự quyến rũ tạo nên sự đắt giá của phụ nữ mà không ai có thể bắt chước được. Thế nhưng để mà giữ chân đàn ông, đôi khi chỉ là vẻ bề ngoài thì là chưa đủ. Mình cần có một tâm hồn thú vị nữa. Tư duy thoải mái, chủ động và tầm hiểu biết sâu rộng cũng là một cách tạo nên tâm hồn đắt giá, đầy sức hút. Một người phụ nữ có tâm hồn đẹp thường giàu tình cảm. Họ
họ thường biến cuộc sống trở thành những bài thơ. Họ giỏi tạo ra những bất ngờ thú vị nho nhỏ, khiến cuộc sống tràn đầy niềm vui. Họ bày biện nhà cửa ấm áp, thư thái dễ chịu, đôi khi còn làm nũng hoặc dùng cái sự hài hước của mình để hóa giải cái bầu không khí nặng nề trong nhà. Họ thường ghi nhớ những ngày kỷ niệm của người thân và tạo sự bất ngờ cho họ. Họ rất giỏi tô điểm, khiến cuộc sống trở nên thú vị hơn. Dung mạo diễm lệ lay động lòng người cũng sẽ dần héo mòn theo thời gian, nhưng một tâm hồn phong phú có tu dưỡng ngày càng trở nên cuốn hút theo năm tháng. Người phụ nữ truyền thống có tâm hồn phong phú mới là người đáng mến nhất, mới là người mà đàn ông muốn dắt tay đi hết cả cái cuộc đời này. 4. Biết nấu những món ăn đắt giá. Hãy nhớ là con đường ngắn nhất để đến trái tim của người đàn ông là thông qua cái dạ dày của anh ấy. Một người phụ nữ có khả năng nấu nướng, chăm sóc mọi thứ trong gia đình sẽ là một lợi thế đắt giá trong việc giữ chân đàn ông. Cứ thử tưởng tượng, bạn là người ra ngoài xã hội có tài ngoại giao, vào trong bếp thì nấu nướng rất giỏi, thì sẽ giàu sức hút đến cỡ nào. Mà chẳng người đàn ông nào có thể cưỡng lại điều này cả. Bạn hãy cứ rèn rũa bản thân, tạo nên sự đắt giá cho chính mình bằng những việc tưởng chừng như rất nhỏ bé này xem. Rồi ông nào cũng bị quyến rũ mà thôi. Có người đàn ông đã nói là tôi thích người phụ nữ biết nấu ăn. Khi gặp người phụ nữ như thế, tôi lại xốn sang. Tôi thưởng thức món ăn. Tôi không chỉ thưởng thức những cái món ăn đâu, mà thưởng thức cả cái nét đẹp từ tận sâu tâm hồn họ. Cho nên người ta mới nói nấu ăn ngon cũng chính là một nghệ thuật giữ chồng đấy. Thế nên thay vì cứ mải mê chăm chút cho sắc đẹp của bản thân, thì cũng hãy dành thời gian để dọn dẹp cho cái tổ ấm của hai người. Hãy nấu những món ăn ngon mà chồng mình thích. Đó chính là cách giữ chồng hiệu quả nhất, và cũng là điều khiến cho chồng luôn tôn trọng và yêu thương. Quý vị thân mến, người phụ nữ cao quý và đắt giá luôn là người sở hữu một phong cách tinh tế, một cách sống nhẹ nhàng. Cô ấy tự làm chủ cuộc đời mình và có khả năng tự quyết định mọi việc. Cô ấy có thể làm mọi thứ mình muốn mà không quan tâm xem người ta nói gì, bàn luận việc gì về mình. Miễn là cô ấy làm đúng, cô ấy sẽ luôn kiên định với con đường mình đã chọn. Phụ nữ đắt giá thì biết được giá trị của bản thân và họ không bao giờ làm những điều tổn hại đến danh dự phẩm hạnh. Ngay sau đây. 1. Dành tất cả để đánh đổi tình yêu của đàn ông. Dùng tiền bạc, tình cảm và thể xác để đánh đổi tình yêu của đàn ông là điều mà những người phụ nữ đắt giá không bao giờ làm. Bởi vì họ biết được rằng, trong cái hoàn cảnh đấy, người phụ nữ không thể có được tình cảm thực sự của người đàn ông. Một người phụ nữ biết tự trọng và biết yêu bản thân mới đáng được người đàn ông yêu thương. Muốn người đàn ông yêu mình, phụ nữ sẽ tìm nhiều cách để giúp bản thân trở nên đắt giá. Có như vậy thì họ mới đáng được đàn ông yêu thương, nâng niu và trân trọng. Phẩm chất đáng quý nhất của người phụ nữ ấy là lòng tự trọng. Tự trọng trong tình yêu của một người phụ nữ chính là đừng để cho người khác chà đạp lên sĩ diện và lòng tự tôn của mình. Với những người đã từng rời xa mình lúc cần nhất, thì bất kể khi họ muốn quay về, thì đến một thời điểm nào đó cũng sẽ rời xa. Vì vậy, tự trọng là cách biết ai xứng đáng với mình. Với những người chỉ xem mình như là một lựa chọn, chứ không phải là sự ưu tiên, thì hứa hẹn đâu có giá trị gì. Lòng tự trọng sẽ bị đánh rơi nếu nhắm mắt chấp nhận điều ấy. Trên đường đời tấp nập này, những người gặp gỡ đầu tiên nhưng chưa chắc đã là sau cùng. Vì vậy nhún nhường hay nhượng bộ làm giá trị của bản thân bị hạ hấp mà thôi. Lòng tự trọng nó quan trọng như giống kiểu mình uống nước hàng ngày vậy. Bạn có lòng tự trọng thì cuộc sống được cân bằng và bản thân cũng được tôn trọng hơn trong xã hội đủ thành phần như ngày nay. Nghe có vẻ lý thuyết hay giáo điều, nhưng hãy xem, nếu không có lòng tự trọng thì ta sẽ ra sao? Có thể đánh rơi tất cả, chứ lòng tự trọng thì tuyệt đối không. Nên nhớ rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, yêu đương sâu đậm ra sao, thì phụ nữ cũng hãy giữ lại cho mình chút niềm tin, lòng sĩ diện. Vì lòng người khó đoán, nay còn vai kề má ấp, ngày mai có thể trở thành người xa lạ ngay. Vì thế, có cho đi thì phải để lại. Chứ cho đi hết rồi, khi nhận về phần nhiều là vụn vỡ, lại than thân, trách phận. 2. Hạ thấp nguyên tắc của bản thân. Mỗi người đều có điểm mấu chốt và những nguyên tắc riêng. Tuy nhiên, khi đứng trước người yêu, những người phụ nữ đắt giá thường không dễ dàng gì hạ thấp nguyên tắc của bản thân.
Khi người phụ nữ cố gắng hạ thấp nguyên tắc của bản thân mình, họ sẽ khiến người kia khinh thường mình. Trong một mối quan hệ, khi một người phụ nữ đã hạ mình đến mức như vậy, làm sao có thể mong đợi người khác đối xử tốt với mình được? Tình yêu chứ đâu phải là cuộc thi chạy. Nếu không cùng xuất phát hoặc cùng đồng hành thì làm sao đi cùng nhau được dài lâu? Một người mãi miết đuổi, còn một người chỉ mãi miết chạy đi, thì đến bao giờ mới có thể cùng nắm tay song hành được? Tình yêu có được bằng cách gì cũng được, nhưng khi duy trì được sự bình đẳng luôn được đặt lên hàng đầu. Không thể cứ luôn phải hạ thấp mình thì mới có được hạnh phúc. Bao giờ phụ nữ mới ngừng ngay cái suy nghĩ là đặt đàn ông lên một tầm quan trọng đặc biệt, để rồi sau đó cứ dần dần hạ thấp mình chỉ vì anh ta. Đàn ông luôn là thế, cả đời chỉ thích theo đuổi những thứ không bao giờ có được hoặc khó có thể có được. Một người phụ nữ hạ thấp bản thân mình vì anh ta sẽ chẳng bao giờ hấp dẫn bằng một người phụ nữ khiến anh ta phải bỏ công theo đuổi nhưng chẳng thèm nhìn anh ta lấy một cái. Một người phụ nữ hy sinh cho anh ta, chấp nhận đánh đổi cả tuổi thanh xuân vì anh ta, cũng chẳng bằng một người tức thời xinh đẹp, thậm chí là của lạng ngoài kia. Phụ nữ khi yêu đừng bao giờ tự hạ thấp bản thân mình. Cho dù có yêu đối phương đến đâu, cũng đừng bao giờ nghĩ tới việc sẽ vì anh ta mà làm những chuyện ngốc nghếch đại loại như hạ mình. Tình yêu chân thành chẳng bao giờ cần một người hạ mình, mà cần cả hai phải tôn trọng yêu thương, để rồi cảm thấy thực sự cần nhau trong cuộc đời này. 3. Thay đổi để phù hợp với những người khác. Bi thương không nằm ở việc đàn bà chia tay bao nhiêu, tổn thương bao nhiêu, mà là chỗ đàn bà đã mù quáng đánh mất bản thân mình như thế nào. Bi thương cũng không nằm ở việc yêu bao nhiêu người, mà ở chỗ tin một người nhiều đến bao nhiêu để rồi trở thành người bị bỏ lại. Có rất nhiều những cô gái khi bước chân vào tình yêu với sự tự nguyện, hy sinh, bất kể khi nào người đàn ông muốn, họ đều có mặt, thậm chí cho đi mà không cần nhận lại. Họ thay đổi bản thân chỉ vì câu anh thích em như thế này. Khi bắt đầu phấn đấu cho ước mơ sự nghiệp và hoài bão của mình, nhiều người lại sẵn sàng thay đổi lộ trình để phù hợp hơn với người đàn ông. Có những người kết hôn lại từ bỏ công việc của mình yêu thích để làm một công việc khác mình chưa từng nghĩ đến. Có người từ bỏ việc học cao lên để lui về làm nội trợ đứng sau lưng chồng. Cũng có những người có chính kiến hơn, họ tiếp tục công việc mơ ước của mình nhưng lại chẳng dám kiếm tiền giỏi hơn chồng. Nếu người đàn ông đó xứng đáng để đàn bà làm vậy thì đàn bà không cần hối tiếc. Nhưng mà tiếc thay, đàn bà lại thường làm vậy với những kẻ chẳng ra gì. Họ tự mình dại khờ, nhưng sau này lại không ngừng trách móc đàn ông là những kẻ giống nhau, để rồi hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực sau này lại phải gặp không ít những trở ngại. Kính thưa quý vị, nhắc đến Đỗ Oan thì người Việt chúng ta thường nhắc đến hai cô nàng. Một là Thị Kính, hai là Thị Mộc. Oan Thị Kính là nỗi oan thực sự, nỗi oan ức của một người đàn bà thực sự, thương chồng, hiếu thảo, mà lại bị sự ngu dốt của chồng và gia đình nhà chồng hại cho đến thảm thương. Cho nên Oan Thị Kính là cái oan khuất cùng cực mà không sao có thể giải bày được. Còn cái oan của Thị Mộc là cái oan của một cô nàng lăng nhăng, thích đẩy đưa qua lại với người đàn ông. Để đến nay chúng ta vẫn còn lấy cái oan của Thị Mộc ra mà để châm biếm những cái việc mà đã rõ ràng mười mươi do mình gây ra mà cứ kêu oan, mà than thân, mà trách phận. Vâng, trong cuộc sống này, theo như Thanh Liêm, phụ nữ trên đời cũng có những người là Thị Kính mà cũng có những người phụ nữ lại là Thị Mầu. Có những người không oan cũng kêu oan, vừa ăn cướp mà vừa la làng. Thế nhưng cũng có những cái oan tự nhiên buộc lên chồng như là cổ của người phụ nữ vậy, mà nếu không được rửa sạch thì nhất định sẽ mang cái tai tiếng cả đời. Thị phi xuống đâu cũng rơi xuống đầu, không bao giờ hết và hết sức khó hiểu. Và ngày hôm nay kính mời quý vị cùng với Thanh Liêm của kênh Góc Nhìn Việt đến với ba chủ đề. Ba cái oan của phụ nữ nhất định phải giải cho xong, sau ấy mới nghĩ đến cái chuyện lấy chồng, sinh con. Thứ nhất, giải oan cho hai từ bí ẩn. Sự bí ẩn không đi đôi với sự che giấu. Những bí mật không có nghĩa là những điều vụng trộm, trái với đạo đức, trái với lương tâm. Phụ nữ thú vị ở chỗ khó đoán. Phụ nữ càng có những con át chủ bài quý giá thì càng thu hút được đối phương. Rất ít người đàn ông thích những người phụ nữ nông cạn, ruột để ngoài da, có cái gì cũng nói ra hết, không chịu suy xét đến hậu quả sau này.
Tuy nhiên cần phải hiểu đúng về sự bí mật. Bí mật ở đây chỉ người phụ nữ tinh tế, có sức quyến rũ, biết che giấu những khuyết điểm và phát huy những ưu điểm. Nội tâm phong phú, có chiều sâu, chứ không phải những bí mật sai trái như vụng trộm ngoại tình, trộm cắp, hãm hại, đâm sau lưng người khác. Một ngoại hình đẹp đẽ sẽ thu hút được đối phương tìm hiểu, nhưng một nội tâm phong phú sẽ giữ được người ấy bên bạn bền lâu. Không có nhân phẩm, không có nội hàm, phụ nữ không khác gì thùng rỗng kêu to, sớm muộn cũng nhận lấy những kết quả tồi tệ cho bản thân, bị những người xung quanh ghẻ lạnh và ghét bỏ. Thứ hai, giải oan cho hai chữ tính toán. Phụ nữ thông minh là người biết tính toán, biết dự toán, biết nên làm cái gì trước, cái gì sau. Phụ nữ khôn ngoan, chứ không phải là khôn lỏi. Khôn lỏi là lõi đời, là loại tư duy ích kỷ, muốn tốt cho mình mà không nghĩ đến người khác. Còn người khôn ngoan là người biết làm thế nào để lợi mình mà không hại đến người khác. Tâm hại người không có, nhưng tâm phòng người thì lúc nào cũng phải cẩn trọng. Trong chuyện công việc, gia đình, tình cảm, người phụ nữ biết tính toán là người luôn chủ động nắm được tình hình, sẵn sàng các phương án để đối phó giữa cuộc đời đa đoan. Phụ nữ hiện đại thường giả ngu để chiều chuộng những người đàn ông bên cạnh mình. Người phụ nữ biết tính toán, cân đo đong đếm thì bị coi là dã tâm, mưu kế, nguy hiểm, khiến người khác nể sợ lại tránh xa. Cái oan này khiến cho người phụ nữ phải thu liễm bớt sự tài giỏi của mình lại, chỉ có thể đứng sau mà chỉ đường chứ không thể làm người mở được, giảm bớt cái khả năng cạnh tranh của nữ giới. Vì vậy phụ nữ sống biết tính toán nhưng phải là loại tính toán tích cực, vì lợi ích chung, chứ không đến tư lợi, mưu hèn kế bẩn hay dậu đổ bìm leo. Người phụ nữ trong thời đại này phải đi lên bằng năng lực chứ không phải là bằng tâm cơ. Muốn đi nhanh phải chịu vất vả, đi đường thẳng, chứ sợ khổ mà lại đi đường vòng. Muốn đứng cho bình đẳng với giới mày râu, trước nhất phải bỏ cái tư duy nghĩ ngắn, tủn mủn, tính toán chi li và an phận của đàn bà trước đã. Thứ ba, giải oan cho hai chữ kiêu hãnh. Tự tin là một phẩm chất làm nên thành công và sự quyến rũ của người phụ nữ. Và phụ nữ hoàn toàn có quyền tự hào về những gì mình có và đạt được trong cuộc sống. Thế nhưng nhiều người lầm tưởng rằng những người phụ nữ tự tin là phụ nữ kiêu ngạo. Nhiều người đàn ông cho rằng phụ nữ không giỏi hơn họ. Những người đàn bà thiếu nghị lực thì thường đâm lòng ganh ghét, tị nạnh với những người phụ nữ thành công. Vì vậy, cái oan lớn của người phụ nữ là bị đàm tiếu, mang tiếng kiêu ngạo, chảnh chọe, trong khi họ là những người tự tin và biết vào bản thân được có thể làm được những gì. Họ biết họ tốt hơn người khác ở đâu và hiểu bản thân có thể cạnh tranh ở điểm nào. Những người phụ nữ này thường có trí tuệ cao, thông thái, giàu tham vọng và sớm có được thành công, nên dễ bị thị phi, dính phải những rắc rối không cần thiết. Muốn thoát khỏi cái mối oan này, phụ nữ hay đối nhân xử thế với mọi người, tránh khoe khoang, từ tự tin thành tự phụ. Hơn thế nữa, phụ nữ khôn ngoan là người biết điều, biết cái gì nên phô ra để trang trí cho bản thân, còn cái nào không nên cho thiên hạ nhìn thấy. Phụ nữ kiêu hãnh về giá trị và vẻ đẹp của bản thân, chứ không phải là vênh mặt lên với thiên hạ, mới là người phụ nữ thông thái và có được hạnh phúc viên mãn dài lâu. Khí chất cao quý, hay nói cách khác, đó chính là sự quý phái của một người phụ nữ xuất hiện một cách tự nhiên. Và vẻ đẹp ấy không phải nằm ở những cái món đồ trang sức đắt giá, những bộ trang phục sang trọng bên ngoài đâu, mà nó dựa vào cái sự nhìn nhận của người ngoài về tính cách bên trong của người phụ nữ ấy. Và tính cách này cần phải được nuôi dưỡng và tích lũy từng ngày. Và chỉ khi người phụ nữ luôn sẵn sàng trau dồi bản thân để hoàn thiện hơn mỗi ngày thì mới luôn hấp dẫn trong mắt người đối diện mà thôi. Phần cuối của video ngày hôm nay, Thanh Liêm gửi đến các bạn câu chuyện Nước mắt hai người đàn bà. Ăn cơm xong, Hồng nằm nghỉ trưa nhưng không tài nào ngủ được. Chị cứ đắn đo mãi xem chiều nay có đến nhà chị Hiền không. Sáng nay con chị ấy đến nhà nói với Hồng. Cô ơi, mẹ cháu mời cô chiều nay đến chơi. Mẹ cháu có việc muốn nhờ cô ạ. Thế nào thì cô cũng phải đến nhá. Mẹ cháu mong cô lắm đấy. Vì không muốn gặp anh ấy, nên Hồng cũng không muốn đến nhà chị Hiền.
Nhưng nghe tin chị ấy ốm nặng đã lâu, chỗ quen biết, chị cũng muốn đến thăm. Và lại lời mời như lời khẩn cầu của con chị Hiền vào sáng nay, chị không nỡ từ chối. Trên đường đi, Hồng cứ suy nghĩ miên man. Quê chị ở miền xuôi, tốt nghiệp trường trung cấp kỹ thuật. Chị về nhà máy công tác. Là một người phụ nữ hiền dịu nết na, dáng vóc thon thả, khuôn mặt trái xoan dễ thương. Nhiều chàng trai đã để ý tới chị. Nhưng trong trái tim chị đã in sâu hình bóng người con trai học cùng lớp với mối tình đầu trong trắng đẹp đẽ. Thế rồi đột ngột, nỗi đau đến với chị. Tin anh đã ra đi mãi mãi trong khi làm nhiệm vụ trong quân ngũ. Hôm nhận được tin anh hy sinh, trời đất như sụp đổ trước mặt chị. Bao đêm chị thầm khóc và mơ thấy anh về. Từ đó chị hững hờ với tình yêu. Có chàng trai đến với chị nhưng chị từ chối khéo. Chị không thấy lửa lòng bùng cháy nữa. Và để lòng mình khuây khỏa, chị làm việc tích cực đến mức độ không còn muốn nghỉ ngơi. Rồi chị được đề bạt làm trưởng ca, được nhà máy cử đi đào tạo làm cán bộ, được bổ nhiệm làm phó quản đốc phân xưởng. Ai cũng tưởng chị sẽ sống như vậy, lấy công tác làm niềm vui cuộc đời. Nhưng đời người mấy ai học hết được chữ ngờ. Số là thế này. Trong thời gian đi học, tình cờ chị lại quen một người bạn trai cùng quê, cùng học lớp cán bộ quản lý với chị. Tình cảm hai người ngày càng thân thiết. Và sau lớp học, anh ấy thường đến thăm chị và cũng đã nhiều lần đến chơi với gia đình anh ấy. Các cháu thật là ngoan. Vợ anh ấy cũng tỏ ra thân tình với chị. Rồi chị thấy cuộc đời mình thật cô đơn hiu quạnh làm sao. Chị ước ao có một mái đấm gia đình, được làm vợ, làm mẹ như bao người phụ nữ khác. Bởi chị đã sang tuổi 35 rồi, thời trẻ sắp qua, biết sống sao đây. Cứ mỗi lần anh ấy đến chơi, chị lại thấy bớt cô đơn, lòng ấm áp hẳn lên. Rồi cái gì xảy ra thì nó cũng đã xảy ra. Buổi tối hôm đó chỉ có một mình chị ở nhà, cô bạn cùng phòng đang nghỉ phép về quê. Giữa lúc vắng vẻ, chị đang khao khát một niềm ân ái thì anh ấy đến. Chính cái đêm ấy, lần đầu tiên chị cảm nhận rõ cái hơi thở nồng ấm của người đàn ông. Nhưng ngay sau những ai ân vụng trộm ấy, chị đã bừng tỉnh lại, thấy lỗi lầm. Chị đã nói với anh ấy: "Em đã có lỗi với chị và các cháu. Em rất cảm ơn anh đã cho em hưởng hạnh phúc. Em có thể không làm vợ, nhưng em có quyền làm mẹ. Nếu như giọt máu của anh được hình thành trong em xin anh điều đó như một món quà dành cho em được không? Em sẽ giữ kín điều này và không để ảnh hưởng tới anh, tới hạnh phúc của gia đình anh. Mọi việc xảy ra, em xin chịu tất cả." Thế rồi giọt máu của anh đã hình thành trong chị và dư luận đã xôn xao trong nhà máy. Chị cảm thấy đi tới đâu cũng có ánh mắt nhìn theo. Chị thấy ngượng ngùng nhưng không ân hận, vì chị sẽ được làm mẹ với đứa con chính mình mang nặng đẻ đau. Nhà máy kiểm điểm chị, nhiều ý kiến yêu cầu chị ăn nằm với ai nên thành khẩn nói ra. Nhưng chị chỉ im lặng, chịu đựng, gánh vác một mình. Chị nhận đó là khuyết điểm, nhưng nói rõ ý nghĩ của mình: "Tôi là phụ nữ, tôi đã không có may mắn được làm vợ, nhưng tôi muốn được làm mẹ. Đó là quyền chính đáng của tôi, của mọi người phụ nữ. Các đồng chí biết tôi là mẹ cháu là được rồi, không cần biết bố cháu là ai. Điều đó chẳng có ích lợi gì mà chỉ làm tổn hại hạnh phúc của người khác. Bây giờ và sau này, tôi sẽ giữ đúng và làm đúng như thế." Lúc đầu có những ý kiến gay gắt, nhưng rồi nhà máy cũng chỉ kỷ luật và tạo điều kiện để chị sinh nở mẹ tròn con vuông. Dư luận nhà máy thì nhiều ý kiến khác nhau. Người thì nói nhà máy hữu khuynh, dung túng thói hư tật xấu, không giữ đúng kỷ cương. Người thì lại cho rằng xử lý như thế là đúng, có lý có tình, phù hợp với thực tế xã hội. Rồi thì thời gian cũng đi qua, dư luận lắng xuống dần. Vượt qua chính mình, vượt qua dư luận, chị đã sống vừa khó khăn đau khổ, nhưng lại cũng vừa hạnh phúc với đứa con yêu quý của mình. Đến nay đã hơn 10 năm trôi qua, con chị lớn khôn. Có một lần con chị đã hỏi chị bố nó là ai.
Chị ôm lấy con đầm đìa nước mắt. Con hãy tha thứ cho mẹ, lớn lên con sẽ hiểu. Nỗi khổ tâm của chị là ở đó, không dám nói ra cho con biết bố nó là ai. Ôi thật tủi phận cho nó biết chừng nào. Chẳng bao lâu, chị đã đến nhà chị Hiền. Chị dựng xe ngoài hè, cửa nhà khép. Chị hồi hộp gõ nhẹ cửa. Có tiếng Hiền nói vọng ra. Ai đấy? Xin cứ vào. Chị đẩy cửa bước vào, thấy Hiền ngồi ở góc giường sát tường. Chị chưa kịp chào thì chị ấy đã hỏi trước. Cô đến đây à? Nhà đi vắng cả, anh ấy đi công tác mai mới về. Các cháu đều đi học buổi chiều. Cô rót nước uống đi. Chị Hiền gầy dọc, người yếu mệt lắm. Hồng ngồi xuống cạnh giường hỏi han. Chị mệt đã lâu chưa? Chồng chị yếu lắm. Tự dưng nước mắt Hiền trào ra, rồi chị nói thong thả. Tôi ốm lâu rồi, bệnh cũng hiểm nghèo, chẳng còn biết được bao lâu. Tôi muốn gặp cô từ lâu, nhưng đau yếu không đi đến nhà cô được. Hôm nay mời cô đến đây, muốn nói với cô một chuyện. Chuyện của hai người đàn bà chúng ta. Chắc cô cũng đoán ra được chuyện gì rồi phải không? Chị Hiền ngừng một lát như lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp. Chuyện của cô với anh ấy nhà tôi biết được hơn 10 năm nay rồi. Hơn 10 năm qua thì cô đã giữ im lặng, và tôi thì cũng lặng im. Sự lặng im day dứt của hai người đàn bà chúng ta. Lúc đầu biết sự việc, tôi muốn chửi mắng cô cho bỏ ghét, cho hả giận, cho thừa cái thói trăng hoa. Nhưng rồi thì tôi cũng kìm lại được vì xấu chàng hổ ai, vì danh dự và sự nghiệp của anh ấy nữa. Tôi đau khổ và theo dõi quan hệ của hai người tiếp diễn ra sao. Thì dần dần tôi hiểu ra rằng cô đã cắt đứt quan hệ với anh ấy, một mình vất vả nuôi con. Cô giữ im lặng để chuộc lại lỗi lầm, để vun đắp lại hạnh phúc cho tôi, cho gia đình tôi. Chúng ta đều im lặng chịu đựng. Sự chịu đựng vì hạnh phúc cuộc sống, vì chồng, vì con, vì người khác. Cho dù có lúc nào đó riêng lòng mình lại thấy bất hạnh đắng cay. Rồi anh ấy cũng biết là tôi đã hiểu hết sự việc. Anh ấy nhận lỗi và xin tôi tha thứ. Anh ấy còn xin tôi cho anh ấy đến nhận con mình nữa. Nhưng tôi đã không đồng ý. Tôi sợ mất anh ấy. Đến bây giờ tôi thấy mình hẹp hòi và ích kỷ. Đáng lẽ lúc đấy hoặc sau đến một thời gian phải để anh ấy đến nhận con. Như vậy mới hợp đạo lý, mới phải tình người. Tuổi thơ của các cháu nó có lỗi gì đâu, sao lại không được nhận bố? Là tại tôi cô ạ. À. Cô có lỗi với tôi, nhưng tôi có lỗi với cháu. Là đàn bà với nhau, đã từng làm mẹ. Sao lúc đó tôi lại không thông cảm với những nỗi đau vất vả, đau khổ một mình nuôi con của cô? Sao tôi lại không có lòng tin vào một người bạn gái đã sám hối với lỗi lầm của mình? Nhưng mà người vợ, chẳng ai muốn để tuột khỏi tay mình người chồng mà mình yêu thương, phải không cô? Chị Hiền ngừng lại, như lấy lại hơi sức sau khi nói dài, dốc được nỗi lòng dồn nén bấy lâu, rồi đột nhiên hạ giọng. Ấy chết, chị vô ý quá. Sao lại hỏi em câu đấy? Họ một người chưa một ngày được. Thôi chị xin lỗi em nhé. Chị mong em hiểu được tấm lòng chân thực mà chị muốn giải bày với em. Chị Hiền nhìn Hồng với cái ánh nhìn sâu lắng đến tận đáy lòng. Hồng cũng nhìn Hiền mà dòng lệ rưng rưng. Hồng đỡ chị Hiền nằm xuống. Chị ơi, em xin lỗi chị. Chị hãy tha thứ cho em. Cho cái lúc yếu lòng của em, cái nỗi cô đơn trong tình yêu vụng trộm. Chị đã thương con em như con của chị. Cho con được nhận bố. Em đã hiểu được tấm lòng vị tha, nhân hậu cao thượng của chị. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Nhưng em biết lấy gì mà trả ơn chị được. Chị phải mạnh khỏe để các con được cậy nhờ chứ. Hôm nay chị mời em đến đây để muốn gửi gắm những điều trân trọng, yêu thương nhất cho đời em. Bệnh tình của chị cũng đã đến hồi cuối, chắc chỉ còn sống được vài tháng nữa là nhiều.
Trước khi mất, chị xin em. Xin em hãy nhận lấy sự gửi gắm này. Xin em hãy thay chị làm mẹ của các con chị. Và thay chị chăm sóc anh ấy. Em không nhận lời. Chị chết không nhắm mắt được. Chị nghĩ kỹ rồi. Chỉ có em mới đủ tấm lòng yêu thương bao dung với anh ấy và các con thôi. Hai người đều nước mắt lưng tròng, yên lặng nhìn nhau. Sự yên lặng cuối cùng hơn 10 năm của hai người đàn bà. Cả hai người đàn bà ấy đều có những nỗi đau riêng. Nhưng giờ đây, họ đã được nguôi ngoai phần nào.